Chào thể các bác nha, đến hẹn lại lên thì hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 năm 2024. Em tiếp tục lên cho bác những cái clip mới nhá. Thì hôm nay thì bên em cũng lên như thường lệ là sẽ lên cho bác cái lô máy cắt cỏ, nó sẽ gồm rất là nhiều những mẫu khác nhau nhá. Đấy. Thì hôm nay có điều đặc biệt hơn chút, đó là bên em tối hôm qua vừa mới về thêm được ít hàng mới nhá. Đấy. Thì về được có khoảng tầm 250 cây. Hơn 250 cây một tí. Thì nó gồm rất là nhiều những loại khác nhau nhá. Đợt này thì hàng thì nó đợt này về rất là nhiều những loại máy khác nhau, toàn những hệ máy to, máy nhỏ, lớn bé, rồi là các hãng khác nhau rất là nhiều nhá. Đấy. Thì hôm nay thì em cũng soạn ra được, tranh thủ là soạn ra được ít cái lô máy cắt cỏ đợt này. Thì nó cái lô này thì có những con nổ rồi, có những con chưa nổ. Đấy, thì tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này nhá. Đấy, thì giới thiệu qua cho bác để các bác tiện theo dõi nhá. Đấy. Thì các bác cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em nhá. Thì em giới thiệu qua này. Đây sẽ lên cho bác cái đây có vẻ có TH này các bác này, TH26 đây này. À TH26 đúng không? TH26 rồi là Mitsu này, Mitsu TL261 này. TL231 này. TL23 này. Ba lô TL26 này. Rồi là Echo xanh ZUB rồi là con này là con Batuli Makita này, Echo bình xăng trên rất đẹp luôn này. Đấy, Makita cóc này, TL231 này. Đấy, nói chung là nhiều hệ nhá, két tin cũng có này. Đấy, thì tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này, thì em cũng tranh thủ soạn ra được một ít. Thì em giới thiệu tổng quan về cái lô máy ngày hôm nay mới về nhá. Thì hôm nay mới về thì đây cái lô này thì là lô máy hệ này, hệ thì gồm có Mitsu Komatsu 26 rất nhiều luôn này, Echo này, Echo 260 này. Đấy, Komatsu côn bướm này, đấy, TL23 này. Đấy, con này Mazu này, Mazu này, Mazu 26 này, 26 này. Côm này, Mazu siêu đẹp này. TH này. Đấy, cái gì đây? Con này TB này. Đấy, rồi là TL261 này. TL26 đợt này về mà TL cũng khá là nhiều nhá. Đấy, khá là nhiều, đặc biệt là máy ba lô, đợt này về máy ba lô nó phải tầm gần 100 cây ba lô vậy. Đấy. Đấy. Ba lô thì đã nhiều máy đẹp. Đấy, nhiều máy đẹp. Nhưng mà cái đặc điểm của thằng ba lô là chỉ bán được cái đầu máy thôi. Cái đầu cái cần thì các bác ít khi mua. Đấy. Con này là côm này. Đấy. Mitsu xài ga máy 4 thì đây này. Hôm trước có bác nào đến tận nhà hỏi máy 4 thì đây này. Đấy, Etin 26 này. Etin 26 đây bác này. Echo này. Đấy. Rồi là con này nhìn khá hầm hố luôn. Đấy, rất đẹp. Mazu này, Mazu 32 này. Đấy, 32. Được mấy con máy lớn. Đấy. Con này nó là côm này, Mazu 26 này, côm hay mấy này, 24 này. Đấy, S26 này, Cinewa S26 này. Đấy. Ở trên kia có cái ba lô kìa, ba lô thì có TL, TG khá nhiều nhá. Đấy. Thì đợt này thì đây. Mazu này chắc là Mazu to hẳn lên, nhìn nó rất là to. À 26. Con này Mazu 26 này, con này là Cinewa đề này. Thì 2260 này. Đấy, kia có con Mitsu TL26 kìa, 261 luôn đấy, VIP Mazu 26 đây. Đấy. Thế tổng quan cho bác nhá, quay rất là chi tiết nhá. Đấy. Thì đặc biệt là các bác thợ nào cần cái lô máy nào thì cứ liên hệ bên em nhá. Đấy. Đây cái này là bên em phân ra lô này. Đấy, bác nào mà làm được cái lô Talaka giật trước này. Lô này cũng khá là đẹp, nhìn máy đỏ au luôn, đỏ au luôn. Đấy, nhìn khá đẹp nhá. Rồi là lô Echo trắng này, Echo trắng khá là nhiều, đợt này về Echo trắng nhiều đấy. Đấy, Echo trắng này cũng khoảng tầm chắc phải gần chục hơn chục cây đấy. Đấy. Talaka chữ A này. Đấy, bác nào làm lô Talaka chữ A thì liên hệ bên em nhá. Đấy, Talaka chữ A. Thì bên em sẽ soạn đủ đồ nhá. Soạn kỹ càng đủ đồ cho bác. Đấy. Đấy thì đây này, còn ba lô này. Đợt này về rất nhiều ba lô này, bác nhìn này, thấy không? Đấy. Ba lô thì ba lô có Komatsu này. Con này là con S25 này. Ba lô, con này con TL này. TL33 thì được 2 cây. Đấy, Echo đẹp lắm này, Echo trợ lực này đẹp lắm này. Mazu to này. Côm này, đấy 4 thì này, đấy. Rồi Mazu rất đẹp nhá. Đấy, con kia con côm to này. Đấy. Rồi là cũng khá nhiều đấy. Nhiều hệ lắm, Echo trợ lực nhiều. Đấy. Ba lô, đấy các bác nhìn quan sát nhá. Komatsu côm này, rồi là Mazu này. Rồi là đây côm bướm này. Con này như con 31 này.
con này khá là to à, 311 này, đấy, côm bướm này, đấy, nhiều hệ, đấy, T170 này, đấy, rồi là Echo 240 cũng nhiều, đấy, Echo đà tiếp này, đấy, Mazu này, đấy, thì kia nữa, con Cinewa to kìa, còn là mấy con Zubin to, cũng được khoảng mấy con to đấy, đấy, ngoài ra là có Zubin cóc này, Zubin cóc này, Zubin cóc phải đến tầm 20 cây, không ít đâu. Nói Zubin cóc này thì nó đẹp, nổ ngon. Đấy, bác nào làm được lô liên hệ bên em nhá. Zubin cóc. Đấy, Zubin cóc này thì bao vào bác mới. Nhiều con đổ xăng nổ luôn. Và đặc biệt là bên em về được cái lô Mazu này. Mazu rất đẹp luôn. Đây. Mazu 20 23 26. À 20 23 thôi. 26 thì để riêng rồi. Ơ con này như 26 ấy thằng này. Đấy, đấy. Ok, đấy. Nhưng mua Mazu này nhìn cũng rất là sáng nhá, nhìn sáng đẹp đấy. Bác nào làm lô Mazu liên hệ. Ở đây nữa này. Đây ba lô nữa này. Ba lô khá nhiều luôn. Đấy. Con này như là Mazu to sao này, 32 luôn này, nòng 38 này. Đấy. Cũng được khoảng tầm chục con to. Đấy. Đấy, kia nữa kìa. Đấy. TL, TG rồi là các kiểu. Echo. Đấy. Con TB này, đấy. Các quan sát kỹ yêu bác nào mà thấy soi được con gì thì ấy bên em quay cụ thể cho. Đấy, con này con 32 này, to à, TL này. Đấy. Echo 260. Rồi thì bác cần hệ và các bác thợ cần hệ máy gì thì cứ liên hệ bên em soạn ra nhá, soạn ra xong là kỹ càng gửi qua Zalo cho các bác để bác xem. Đấy, thế máy thì nó bên em thì cứ vãn máy thì bên em lại về thôi, lại về hàng mới, nên là các bác cứ yên tâm, máy cứ hàng đi hàng về liên tục đấy. Thì đây, tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô mày thì bán lẻ cho các bác về có cái dùng nhá. Đấy, về có cái dùng. Giá thì nó hạt rẻ thôi. Hạt rẻ nhá. Đấy. Thế còn đấy là tổng quan về lô máy này. Thế còn phần đầu chương trình thì bao giờ cũng thế. Thì bên em cũng sẽ dành ít thời gian là giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn, đó là đất chè các bác nhá. Các bác thể sở trên mạng địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình, có nông trường chè Sông Bôi nhá. Thì chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn. Chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn nhá, không qua trung gian. Đấy, chè chỗ em đây, nó là giống chè tuyết thơm bác này, búp móc câu rất là ngon luôn, đấy có thể quan sát. Đấy. Cái chè này là bao cho bác 100% là chè mới nhá, không phải chè cũ nhá. Nên là các bác mở bao bì chè ra là sẽ có vị thơm là đặc trưng của chè mới các bác nhá. Đây này, cánh nhỏ tăn luôn. Đấy. Chè này thì đợt này là đang vào vụ thu nhá, vụ thu nên là chè đợt này là ngon nhất trong năm luôn. Uống là nước xanh vị thơm này. Đấy, lúc đầu các bác uống thì chát, sau nó sẽ ngọt nhá, và lưu hương này. Đấy. Thì chè mùa này thì là uống nước xanh cực kỳ luôn mà thơm. Đấy. Thì có những cái loại như sau nhá. Loại thứ nhất là loại 130.000 một ký này, loại thứ hai là loại 170.000 một ký và loại thứ ba là 200.000 một ký các bác nhá. Và bên em sẽ ship từ 1 ký trở lên. Với bác nào mà mua từ 1 đến 3 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi. Chỉ từ 26 cho đến 35.000. Đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 2 ký bên em bao ship luôn đấy. Trên 2 ký nó áp dụng với loại chè 130.000. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 1 ký đổ lên là bên em đã bao ship rồi nhá. Nên là các bác không phải lo về chuyện phí ship. Đấy. Thì bác nào mua máy mua chè bác liên hệ theo số thứ nhất này. Bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ theo số thứ hai nhá, là số chuyên về chè. Đấy. Đấy thì bác thể là mua uống thử nhá, đảm bảo các bác sẽ rất hài lòng đấy. Đấy, thứ nhất là chè cho em là giá tại xưởng rồi. Với thứ hai là nguồn gốc xuất xứ chè rõ ràng. Đấy, với thứ hai là chất lượng chè thì đảm bảo cho bác là cực kỳ ok, rất là ngon lành nhá. Đấy, cụ thể thì xa xa kia là cái đồi chè kìa, thì tiện đây thì bên em cũng đang làm chè nên thì quay qua cho bác xem nhá. Đây này, đấy, chè bên em đang sao đây này, đấy, bác nhìn đây, xa chè củi lửa nhá, đấy, củi lửa nói luôn, đấy, thủ công nữa, thủ công củi lửa, đấy, nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, thứ nhất là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hai là không tồn dư chất bảo vệ thực vật. Đấy. Thì bác nào mua máy mới thì cũng liên hệ bên em nhá. Do đợt này máy bãi nó về nhiều ấy, thế nên em cũng tranh thủ là đi vào chi tiết cái máy bãi luôn. Đấy. Còn máy mới thì bên em vẫn có nhá, vẫn có bình thường ấy, giá thì giá tốt thôi. Đấy thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy ngày hôm nay này. Thì cái lô máy ngày hôm nay thì nó là xuất xứ của nó thì nó đều là hàng Nhật hết nhá, hàng Nhật bãi. Thế là hàng đã qua sử dụng ấy. Thì Nhật thì họ xài thì bên Nhật họ xài nhưng tương đối là ít. Đấy. Về Việt Nam thì bên em đã
cho thợ là xúc rửa bình xăng con, rồi là thêm đủ đồ cho bác, là nói chung là các bác về sẵn là xài luôn thôi. Thì hôm nay lên cho bác thì nó sẽ xen kẽ nhá, cả những cái máy nổ rồi và những máy chưa dọn đấy. Những cái máy nổ rồi thì nó ok rồi này, còn những máy chưa dọn thì các bác cứ xem nhá. Ví dụ bác thích cái máy, ví dụ thích con máy này quá mà ví dụ nó chưa dọn thì bác có thể là nhờ bên em dọn nhá. Bên em dọn thì phí của nó sẽ là 100.000, 100k để bên em dọn ngon lành cho bác nhá. Đấy, dọn thì nó sẽ có những cái bước ví dụ như là thay dây xăng, cục lọc, rồi là tio cốc lọc, rồi ra bơm màng bơm, rồi là đấy, rồi là đầu bò đầu biết các kiểu, nói chung là nhiều công đoạn. Đấy thì bên em sẽ dọn cho bác với phí là 100.000. đấy. Thế còn bác nào mà bác mua thêm phụ kiện thì bác thêm vào 50.000 nữa. Để bác nào mà thì bác thêm vào 50.000 tiền phí ship nữa nhá. Đấy. Thì giá thì bên em bán cho bác là nói chung là giá của nó thì nó bằng với cả xuất xỉ hoặc là ngang bằng giá thợ nhá. Đấy. Nên là các bác giá thì nó bao cho bác là rất rẻ, nó rất rẻ nhá. Đấy. Là giá không phải suy nghĩ rồi. Đấy. Thế chỉ có điều là đấy, chính vì thế là các bác sẽ thêm vào 50.000 tiền phí ship này, 50.000 tiền phụ kiện này. Đấy là ok nhá. Đấy. Chi tiết nó như thế thôi. Đấy, thì tí nữa thì cụ thể thì em sẽ báo cho bác. Thì phụ kiện thì bao gồm mấy món là dao, dây đeo, tim bảo buji này, nục giác vận ốc này, bắt cước này. Đấy, nó cũng tương tự như các nơi mà bên em bán cho bác thôi. Đấy. Thì em đi vào chi tiết luôn nhá. Thì nô hôm nay sẽ là lô A nhá. Đấy. Lô A này. Đấy, con A1 là cái con đầu tiên, là cái con máy này cho bác về tự dọn nhá. Đấy, mấy cái con rẻ rẻ này cho bác về tự dọn này. Đây nhiều bác bảo là muốn là về tự dọn rồi là nghiên cứu ấy. Đấy thì bác có thể lấy những con này. Ví dụ con này là cái con hiệu là Singu này, 20cc nhá. Con này khá là đẹp luôn, đây là bình xăng còn trắng này. Chế ga ngang luôn đây này bác này. Đấy. Nói chung là dòng này thì nó cũng dễ dọn thôi. Đấy. Đấy các nhìn nào, rất khá là đẹp nhá. Đấy. Tay lái zin đây này. Tay lái zin đây. Đầu bò thì trên vẫn còn một cái lưỡi kìa. Đấy. Thì cái con này thì bên em là bao hơi bao điện cho bác nhá. Các bác về tự dọn nhá. Đấy. Thế còn ví dụ bác nào mà thích quá thì cứ thêm tiền vào bên em dọn cho. Đây, con này hơi rất ngon luôn này. Đấy, đây, rất trắng này. Hơi, đấy, khá trắng nhá. Đấy, thì cứ bác hơi bao điện cho bác đi. Đấy, các bác về tự dọn nghiên cứu nhá. Đấy, khá đẹp đấy. Hơi bình xăng nó hơi nứt nứt chỗ này tí này. Đấy, thì cái này thì bán xác cho bác thôi nhá. Bằng với giá xác thôi. Đấy. Thì con này con X1. A1 chứ quên. A1 em tính cho bác con này 300k nhá. Đấy. 300k. Thì các bác về tự dọn nhá. 300k này thì bác sẽ thêm cho em 50.000 tiền phí ship nhá. Đấy là 350 về nhà tự dọn. Ok chưa? Đấy. Tiếp theo này. Đấy, tiếp theo em có con này nhá. Có con này khá là ok luôn đây này. Dòng này là dòng nó là dòng chính xác của nó là dòng Shinewa nhá. Con Shinewa này là Shinewa Edda hình như là 18 hay sao. Dòng này dùng trâu bò lắm này bác này. Đây này nhìn này, thấy không? Đấy rất đẹp. Đấy tung nhôm nhá. Đấy, dòng này trâu bò lắm này. Đấy cần kiếc này ok, trên vẫn còn là lưỡi nhá. Đấy lưỡi ok, đầu bò chiến kẹp đầy đủ đấy. Đấy. Đây, khá đẹp nhá. Đấy, con này thì cũng là bao hơi bao điện cho bác về tự dọn nhá. Đấy. Thì đây giật thử hơi cho bác xem. Hơi ok nhá. Đấy. Bực. Đấy. Hơi điện ngon. Đấy. Thì con này là A2 này. Con em tính cho bác con này 500k nha các bác về tự dọn nhá. 500k về tự dọn. Đấy, 500k tự dọn nhá. Nếu trường hợp bác nào mà thích con này quá thì cứ thêm vào như cái con này như bên em lên, nếu mà dọn thì bên em hay lên chế ngang ấy. Thì như con này phải thêm vào 200.000 bên em dọn cho, lên chế ngang. Đấy, ví dụ con này 500 thì thêm vào 200.000 là 700. Đấy, 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện, nếu mà lấy thêm thì là 800 về nhà. Đấy, cũng rẻ thôi, nói chung là rất rẻ. Đấy, còn không thì bác về tự mày mò dọn, xúc rửa bình xăng con đi. Đấy là ok nhá. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này siêu phẩm đẹp quá này. Con này đúng là hàng siêu tầm luôn. Đây bác nào mà thích siêu tầm mà những cái con máy đẹp mà gần như mới thì lấy con này chứ. Cái con này là con máy Bano nhá. Đấy bác nhìn bình xăng zin nó còn trắng như này thì bác biết mức độ con máy thế nào. Đấy, đây này, nhìn đâu. Đấy, thấy không? Đẹp lắm. Đây, nhìn này. Quay kia các kiểu này. Đấy. Cái con máy này là các bác vừa về siêu tầm nó rất là ok nhá. Vì nó là đời cũng thuộc dạng là
đây này, nhìn đẹp lắm, đây nhìn như may mới luôn, sợ không? Con này khả năng còn chưa xài luôn đấy, nhìn đẹp lắm đấy, chẳng qua là để thì ngoài trời thì nó gì thôi, gì mấy cái này thôi. Thì con này đẹp lắm này đấy, đây này nhìn cái dây này đẹp lắm, đây này, đây nhìn soi rất kỹ luôn, đây này lưỡi này đấy, ok chưa, đầu bò này đẹp không đấy, con này đẹp lắm. Cái con này nó là con Echo nhá, con Echo Makita này, Makita hay là Echo là nó đấy, Echo 2.8 hay là 9 gì đấy. Con này nòng 32 ly, nói chung là mới tầm 90% này, đẹp lắm. Đây bên em về chưa có dây xăng này, vàng chuối này, đây dây giật này trắng chưa đấy, con này ngon lắm này, mới đấy. Nhưng phải không phải con nào nó cũng đẹp như con này đâu nhá, cái này là bên em nhặt ra thấy nó đẹp quá, bên em nhặt ra quay cho bác thôi, thế thì nó mới như này nhá. Đấy, con này quá đẹp luôn, xuất sắc, về sưu tầm quá ok luôn. 23 nhá, 23 quá đẹp. Con này anh em tính cho bác, con này đẹp quá, hàng hiếm có khó tìm đấy. Con này em tính cho bác, con này tính bao nhiêu nhỉ, con này tính cho 850 đấy, các bác phải tự dọn nhá, 850 phải tự dọn. Con này đẹp lắm, bao đẹp cho bác luôn, mới cứ cựa. Rồi tiếp theo đây, đấy tiếp theo thợ bên em này vừa thấy dọn được, tranh thủ dọn nhanh được cái con TH này, Kawasaki TH26 luôn. Dòng này thì là siêu cao cấp rồi, siêu VIP rồi. Đấy, con này ba lô cũng đẹp luôn. Đây này, nhìn nó khá là ok luôn. Đấy. Cái này thì mới làm nổ thôi, chưa có vệ sinh gì đâu. Đấy, vệ sinh nên là đẹp lắm đây này. Đây này, nhìn nó rất đẹp, tuyệt vời luôn này, thấy không? Đấy, tay cần nó cũng rất là đẹp luôn, cần mềm đẹp. Đấy. Đấy, con này trợ lực luôn nhá. TH26 thì là dòng cao cấp rồi. Con này nòng 34 ly nhá, trợ lực luôn. Đấy. Con này thấy đẹp quá thì lấy ra quay cho bác xem. Đấy. Này. Úi, dây giật trắng này, thấy không? Đấy, êm ru luôn nhá. Đấy, êm lắm. Biết là cái đầu bò nó có bị kẹt không? Nên em cũng chưa để ý. À, đầu bò hơi kẹt nhá. Mai em thay cho bác cái đầu bò khác nhá. Ok, thảo nào. Còn máy chạy êm lắm. Máy bao êm nhá. Mai thay đầu bò khác nhá. Bán cho bác là nghiêm chỉnh luôn. Này. Êm du luôn. Đấy. Rồi, con này quá VIP luôn. A4 nhá. A4 bán đủ bộ cho bác này. Các bác về nói chung chỉ việc xài thôi, mai vệ sinh sạch sẽ cho. Con này tính cho 1.8 triệu. Đấy, hàng này hàng siêu cao cấp nhá. Đấy, không có ít lắm. TH26 dòng này thì siêu bền rồi. Thậm chí nó còn bền hơn cả Mitsu. Đấy, lưu ý nhá, lòng 34. TH26. Đủ bộ nhá, đủ bộ. Thế bác thêm cho em 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện này. Tổng về nhà là 1.9 triệu. Đấy, ok nhá. Đấy. Dòng này thì cao cấp rồi. Bác biết rồi, mai rửa lên, rửa kỹ sạch sẽ là xịt bóng là đẹp lắm. Rồi tiếp theo đây, tiếp theo lên cho bác con này nhá. Đây, thợ bên em cũng vừa dọn xong được cái đầu Mitsu TL261 này, hàng này siêu cao cấp. Đây, TL261 này, siêu cao cấp, cố dày cui này, quá đẹp luôn. Đấy, con này thì bác về gắn xịt thuốc là ok luôn, chưa có xịt bóng xịt bèo gì đâu nhá. Đấy, máy chạy êm lắm, êm ru luôn. Đây, quay cho bác xem. Chưa ga được nhưng mà máy bao lên. Đấy. 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 Nói chung con này về xịt rửa vào là ok lắm này. Đây này. Tên là 26 nòng bao bít tông bao đẹp nhá. 261 luôn. Con này bao đẹp cho bác này. Đấy. Con A5 nhá. A5 nha, con này bao đẹp rồi, xài luôn này. Con này tính cho 1 triệu tính cho đầu này là 1 triệu rưỡi nhá. Đấy, 1.5 triệu. Đấy. Bao êm, bao ngon. TL261. Và tiếp theo. Tiếp theo có đầu tiếp theo là đầu TL23 Mitsu này, TL231 luôn này. Quá VIP luôn. Đấy. Để chế one bezel tay đỏ 2 kim. Đây đỏ 2 kim. Đây, bố biết thì siêu đẹp luôn. Này, nhìn siêu đẹp luôn. Thế bác nào lấy mai vệ sinh sạch sẽ cho nha. Đấy, TL231. Đấy, hàng này hàng siêu cao cấp rồi, chặn lực luôn. Đây.
TL23 nòng con này là 31 ly. Đấy, chung luôn. Đấy, quên là chưa có. Mấy cái này là táo từ ba lô xuống nhá. Đấy, hàng ba lô thì thường nó ít xài lắm. Nên mấy cái đầu này ngon nhá. Tum rời tum 260 luôn. Gắn vừa xịt thuốc. Đấy, đấy bao đẹp luôn. Trợ lực nhá. Đấy, TL231. Rồi. Tàu A6. A6. Này tính cho bác 1 triệu nhá. 1 triệu. Được chưa? Rồi ok. A7 này. A7 có đầu này nhá. Đầu này là cái đầu của con gì đây? Con này là con Mitsu TL23 này. TL23 Mitsu. Đấy, TL23 nhá. Đấy. Con này thì là bán cho bác đủ bộ luôn này, bác nó lấy mai vệ sinh sạch sẽ cho này. Cái này mới làm nổ thôi, chưa có vệ sinh vệ sẹo rồi. Đấy. Quay. Vệ sinh vệ sẹo gì này. Đấy, con này đẹp đấy, khá là ok luôn. Bơm xăng nhá, bơm xăng này. Lại này. TL23 Mitsubishi A7. A7 này bán đủ bộ cho bác nhá. Con này tính cho 1 triệu con này thì tính cho con này triệu 2 nhá. Triệu 2. Thì bác thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện nhá. Mai là tổng ở nhà triệu 3, mai vệ sinh sạch sẽ cho. Đấy, rồi là những cái gì chưa được bên em bổ sung sạch sẽ cho. Ok cho bác nhá. Đấy. TL23 231. Tiếp theo này. Đấy, tiếp theo mà lên cho bác con này nhá, con này đẹp quá này, phải mới tầm 90%. Cái con này nó là con Robin cọc này, 20cc nòng 30 ly. Đấy thì hàng bãi mới về nó như này luôn này. Đây mình em chưa có đụng chạm vệ sinh thì nó nhìn bình xăng trắng rồi. Đấy, nhưng con này mới lắm này, bác nhìn này. Đấy, lưỡi niêc vẫn zin của nó luôn. Đây. Đấy. Đẹp nó phải tầm 90% như cái con này. Đấy. Con này thì em thấy cái vú bơm nó chưa rách, em thử cho xăng và lổ thử cho nó có lổ luôn không. Nếu mà lổ luôn thì mình đỡ phải dọn. Đấy, đây, nhìn này, vừa bơm xăng đấy nhá. Đấy, cũng vừa về chưa có thời gian là đụng chạm đi đâu. Đây này, hơi rơi giật này. Đây, trắng chưa? Đấy, quá đẹp nhá. Đấy. Luôn, quá ngon. Đấy. Đấy, nó cũng phải mất thời gian đấy. Mất thời gian rồi. Con này mới lắm, thủ tay cực. Quay tít mù luôn. Đấy. Nói chung là con này nổ đanh đấy. Bác nào lấy mai em căn chỉnh lại cho một tí nữa ok nhá. Đấy mai bác nào lấy thì báo thợ dọn cho. Ngon lành luôn. Đấy. Nhưng đại loại là muốn giới thiệu cho bác là con này rất mới. Mới tầm 90%. Đấy, rất đẹp nhá. Đây. Đấy, mới lắm mà tiếng nổ nghe đanh cực kỳ, rất giật trắng này. Đây. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy, con A8 này. A8 con này đẹp dã man luôn nhá. Đấy, hàng này nói chung là không phải con nào về nó cũng đẹp như con này đâu. Đấy, con này là từng qua là mình nhặt ra thấy nó đẹp quá mình nhặt ra thôi. Con này con A9 này, A8 này. Con này em tính cho bác như con này tính cho con này quá đẹp xuất sắc luôn. Tính cho này triệu nhá. 1 triệu là mai bao cho bác là lổ ngon lành luôn. Cho bác về sẵn chỉ xài luôn thôi, không phải suy nghĩ nhá. Đấy. Thì bác thêm cho em 50.000 phí ship này, 50.000 phụ kiện này, tổng về nhà triệu 1. Là đảm bảo cho bác là xài luôn, test thử thoải mái nhá. Ok. Đấy, muốn nó giới thiệu cho bác nó đẹp đấy. Ok này. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Con này thì nó là con Echo xanh nhá. Echo xanh này. Con này là máy 24 nhá. Đây này. Các bác nhìn này. 24cc con này như là nòng 33 ly. Khá nó khỏe luôn. Dòng này thì nó đẹp. Đấy, nhìn hình thức máy rất ok luôn. Con này đặc biệt nó xài Gabop này. Gabop đây này. Đấy. Gabop này. Đấy. Ok nhá. Đấy. Thì con này là nguyên bản nguyên zin này. Đây giật còn khá trắng này bác này. Thấy không? Đấy. Thank you.
này khá giòn đấy, nổ giòn ngon đấy. Lại này. Đấy, con này được đấy. Ra bóp luôn nhá. Con này em thấy được đấy. Đấy, ok này. Con này máy khỏe nhá. Con A9 này. Con A9. Con này tính cho bác 950 nhá. 950.000. Đấy. Đấy, ok này. A9 là 950.000. Thì bác thêm cho 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào nhá. Tổng về nhà là 1.050.000. Ok. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Đây. Đây. Ui. Con này thì đẹp quá này. Cái con này nó là cái con Makita cóc nhá. À Makita nhầm. Makita 26 nòng 34 này. 2600 này, nòng 34 này. Xài chế One Bro 2 kim VIP luôn này. VIP của nó luôn. Đấy. Thôi con này đang bị tuột chõ này. Đấy. Nó kiểu nó khô ấy. Không phải là cái mình về mình xịt giờ B7 vào cái này nhá. Đấy, cái con này em bên em vẫn bao hơi bao điện cho bác nhá. Bao hơi bao điện mai kiểm tra cho bác nhá. Đàng hoàng luôn. Đấy. Con này đẹp lắm này, dây giật còn trắng này, thấy không? Trắng phau luôn. Đấy, tuột chõ. Đây, Makita. Đấy. Con này là nòng 34 này bác này, nòng 34 ly này. Đây tay lái tay niếc của nó đây này. Con này nhìn đẹp nhá. Nhìn rất đẹp luôn này, bình xăng trắng tươi luôn này. Đây này. Đây này. Đấy đẹp này, nhìn vú bơm vú biếc này. Chưa có rách luôn, thấy không? Nhìn đẹp nhá, chưa về, mới về đấy nhá, chưa có đụng chạm gì đâu. Đấy nhìn nó đây đẹp như này. Đấy, ok nhá. Đấy mai bao hơi bao điện cho bác nhá. Đấy. Đấy lại cho bác cái này. Ok. Nòng 34. Con A11 nhá. A11. Con này em tính cho bác Nục ơi. Nục ơi. Các bạn lấy cho cái bút khác coi. Ờ. Con này em tính cho bác như con này tính cho 1 triệu về tự dọn nhá. Bao hơi bao điện cho bác nhá. Đấy. Thế còn bác nào thích con này quá mà không biết dọn thì cứ thêm 100k nhá. Bên em dọn ngon lành cho. Tổng về nhà là 1.1 triệu. Đấy. À ý là 1 triệu là bao hơi bao điện. Nếu mà không biết dọn thì thêm 100k là 1.1 triệu, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng về nhà 2 triệu. Đấy nhá. Thế ok, nòng 34. Hiệu Makita. Mang cái bút ra mới ra đây. A11, A12 này. A12 lên cho bác con này nhá. Con này nó con ZUB 26 này. 26 20 nòng 34, con này đẹp quá này. Đấy, hàng bãi mới về như này luôn này. Vì xăng trắng tươi luôn. Đấy. Rồi. Bình xăng trắng tươi đẹp nhá. Con này khá là đẹp luôn này, bác nhìn này. Hàng bãi mới về nó như này luôn này. Đấy. Tay lái cần kiếc zin này. Đó, vú bơm chưa rách này, em tự nó thử lổ thử xem nó lổ không nhá. Tay bơm thử xăng lên này. Đấy, lên xăng luôn này. Đấy, hy vọng là lổ luôn nhá. Thì đỡ phải làm. Đấy. Vẫn bao hơi bao điện cho bác bình thường nhá. Đấy, nhưng mà phải xem công tắc hay là gì đây. Ok này, đấy. Bao hơi bao điện này. Đây. Ôi giời giật trắng toẹt phau này. Đấy, nói chung là xăng chưa lên nhá. Đấy, mình về mình xúc rửa lại chế trước là chạy thôi. Bao hơi bao điện nhá. Đấy, quay tít vụ kìa. Quá ngon nhá. Đấy. Rồi. Đấy nhá, thử như thế cho bác này nhá. Biết máy nó chạy ok. A12 này. A12 quá VIP rồi. Con này quá mới luôn. A12. Con này tính cho 1.1 triệu nhá. Đấy. Là 1.1 triệu là mai bao cho bác là nổ ngon lành luôn. Và chỉ phải xài thôi. Đấy, mới thử sơ sơ cho bác xem thôi. Đấy, còn là bác thêm em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi. Tổng ở nhà 2 triệu nhá. Con này là nòng 34 này. Rất đẹp luôn. Đấy. Đấy mới sơ sơ như thế này. Đấy. Dọn thì nó cũng chỉ thế thôi. Và mai bên em sẽ xem lại kỹ càng con ngon lành cho bác nhá. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác một con ba lô Mitsu TL26 bên em vừa dọn xong này. À con này 261 thì chính xác hơn. Máy ba lô nhá. Vừa dọn xong này, cũng chưa kịp vệ sinh vệ xeo gì đâu này. Đây đây, 261 VIP luôn này. Đấy, chưa đụng chạm gì đâu nhá. Đấy. Con này thì quá đẹp luôn này, bác nào lấy mai vệ sinh sạch sẽ cho này. Mới có làm lổ thôi, thay dây xăng, dây xeo các kiểu này. Đấy, chế One Bro ne đỏ tự động 2 kim này. Đấy, VIP luôn. Đấy. Êm du luôn. Thường thường máy ba lô ngon lắm. Oh.
sướng. TL261 nhá. Đấy. Cái này bán cho bác đầu không nhá. Đầu không này. Đấy, êm ru luôn. Con này bao ngon này. Thường thường máy ba lô nó ít xài lắm, hay mấy con này bao giờ ngon nhá. Đó lưu ý. Đấy, các em bán cho bác như này nhá, như này luôn. Cho bác cả cái khung này luôn. Đấy. Mai gì rửa sạch sẽ cho bác thôi. Đấy. Thì con này là đầu TL261 A23 nhá. A13. Con này tính cho 1.6 triệu nhá. Đấy, 1.6 triệu. Thì bác thêm cho em 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện vào nhá. Tổng về nhà 1.7 triệu. Ba con này. Rồi tiếp theo. Anh nhầm. 1.6 triệu nhá, 1.6 triệu đầu không hay cả cái khung này luôn. Đấy. Ok. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo em lên cho bác con này đẹp quá này. Đấy, em soi thấy cái con này đẹp quá em quay cho bác xem luôn này. Con này nó là con Echo 253 bình xăng trên này. Đấy. Con này nòng 33 ly, bác nhìn bình xăng con trắng hồng luôn này. Đây, trắng hồng luôn nhá. Đấy, quá đẹp luôn, xuất sắc. Đấy, đây này. Đấy, nhìn đẹp không? Đấy, nhìn đẹp trắng hồng luôn. Đấy, đây này. Đấy, 253 này, đấy, vỏ viết rất đẹp luôn. Tay lái zin đây, cần zin đây. Đấy, ok nhá. Con này thì bao đẹp cho bác luôn, nhìn rất là đẹp. 253 Echo 253. Đấy, Echo QZ. Ui giời ơi, hơi này, dã man luôn. Hơi dã man luôn này. Hơi con này phải nói dã man. Máy quá đẹp. Rồi. Hàng đẹp đấy. Không phải hàng xấu. Con A14. A14 cái này bác phải tự dọn nhá, bao hơi bao điện. Con này em tính cho bác à. Con này đẹp xuất sắc, tính cho 1 triệu bạc nhá. 1 triệu. Đấy. 1 triệu các bác phải tự dọn. Ok. Tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Đây, thấy con này đẹp quá này. Con này em nhìn thấy trong đống thấy con này đẹp quá thì nôi ra quay cho bác xem luôn. Con này nó con Robin nhá, Robin cọc 20cc. Nhìn bình xăng zin chán luôn, không phải suy nghĩ. Đây. Đây là bình xăng zin nhá, không phải lô đâu, lưu ý. Ủa này, chán luôn. Làm gì có bình con nào mới như này. Sợ không? Đấy. Quá mới luôn. Đây bị phơi mưa phơi nắng bị rách vú bơm này, về thay cái vú bơm này đi này. Nó chạy đây này. Chưa dọn gì đâu nhá, thì bí. Đấy, đẹp lắm. Đấy. Đấy, thấy không? Ê, con này hơi này, giật hơi cho bác xem này. Ui, giật này, trắng chưa? Quá ngon luôn này. Úi. Ui giời. Quá mới luôn nhá, mới 90%. Con này là 20cc nòng 30 ly, dòng Robin này là nổ rất là đanh luôn này, trọng lượng nhẹ này, rất là thích hợp những cái bác lớn tuổi hoặc chị em phụ nữ dùng, thoải mái cực kỳ. A15. A15 bao hơi bao điện nhá. Con này tính cho 1 triệu. Bác nào không biết dọn thêm 100k BM dọn ngon lành cho là 1.1 triệu. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1.2 triệu. Là về chỉ mình dùng thôi, test thử thoải mái, về trả tiền. Ok. Đấy, nó mới như này, có phải con nào mới như này đâu. Chẳng qua là BM thấy nó đẹp quá BM lựa quay cho bác xem. Đấy nhá. Đấy. Ok. A15, A16 này. 16 lên cho bác con này nhá. Con này là một con Mitsubishi TL231 này. Con TL231 này. Mitsubishi đấy, Mitsubishi ấy. Đấy. Con này thì con này cũng bao hơi bao điện cho bác về tự dọn nhá. Đấy, bên em cũng chưa có chưa dọn đâu. Đấy, thì vì đây cần cái tay lái zin nó rất đẹp luôn, lưỡi vẫn còn kìa. Đấy. TL231. Đấy, con này khá đẹp này, nhìn khá ok luôn. Đấy. Giật trợ lực nhá, con này có trợ lực luôn này. Đấy, trợ lực. Này. Đấy. Đấy. Nói chung là về rửa lên nó mới đẹp nhá. Với mà dọn rửa lên vệ sinh nhìn nó mới đẹp. Đây TL231 này, Mitsubishi đấy. Đấy, số CG các kiểu. Đấy, ok nhá, con này ngon đấy. A16 cho bác về tự dọn này. Con này em tính cho bác 1 triệu tính cho 1 triệu 3 đi, về tự dọn đấy. Thì bác nào mà ví dụ thích con này quá không biết dọn thêm 100k em dọn cho 1.4 triệu. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1.5 triệu. Ok. Tiếp theo đây. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Con này là cái con Echo này. Con Echo này, Echo 209 hay là 8 gì đây này. Dòng Echo này dùng cực kỳ ngon, nòng 32 ly. 32 ly nhá. Đấy. Con này là Echo 209. 209 màu con này đẹp đấy, nhìn khá đẹp luôn. Đấy, nhìn xuất sắc. Đây này. Đấy, nhìn tổng thể nhá. Con này thì cũng bao hơi bao điện cho bác nhá, về tự dọn. Hơi này. Ui giời, hơi chắc lắm. Bực. Quá ngon nhá, hơi quá tuyệt vời luôn đấy. Rồi. Con A17.
17 con này về tự dọn tính cho 800k. Về tự dọn. Được chưa? Đấy. Còn bác nào không biết dọn như cái con này là thường thường bên em hay dọn là hay nên chế ngang. Đấy. Thì thêm vào 200 là 1 triệu. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1 triệu. Ok. Tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Em lại lên cho bác một con siêu phẩm nữa này. Con này nó là con dô binh cóc nhá. 21cc này. Con này nhìn bì xăng zin này, trắng như này, bác biết mức độ con máy như thế nào. Đây này. Trắng chưa? Nhìn lốc máy này, sáng chưa? Đấy. Vú bơm chưa thấy rách nhá. Em nhìn thấy vú bơm chưa rách, em cho thử cho xăng vào xem nó nổ không nhá. Đấy, vừa đổ xăng đấy, vừa bơm xăng này. Đấy, con này nhìn khá đẹp luôn này, thấy không? Đấy, thằng bãi mới về này chỉ rửa sơ thôi thôi. Đấy. Đây cái gì đây? Xăng này nên bị lên ga này. Các chú ý này, đấy lên ga này. Đấy. Ok này. Xăng này lên ga này. Đấy. Đấy. Nên cho mình chú ý nhá, đây là nó đang lên ga đây này. Đấy. Đấy. Không, nó nói chung mai thay cái ga đi là ok rồi. Đấy nhá. Con này đang bị lên ga. Đây này. Lên ga này không biết có lủ ngay không. Đấy. Ok. Đấy. Đấy vị. Đang bị lên ga. Đấy. Đấy. Rồi, thử xem nào. Nó lủ không này. Con này dây giật trắng quá này. Đây. Thấy không? Đấy, đơn giản vì nó quá mới nhá. Đấy. Thế bác nào lấy con này thì mai em làm ngon lành cho, nổ ngon lành cho. Đấy vì nó quá mới luôn. Đấy, mai làm ngon lành cho nhá. Con A18, con này quá mới luôn. A18. Con này em tính cho bác 1 triệu là bao cho bác là nổ ngon lành luôn, về chỉ việc xài. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi, tổng về nhà 1 triệu. Rồi tiếp theo đây. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Đây em lên cho bác cái con này cho bác về tự dọn này. Con này là một cái con những con máy nó rất là nồi đồng cùi đà nhá. Con này nó là con Sinewa bình xăng trên S25. Đấy. Dòng này bác nào dọn được những cái con máy này dùng thì không biết bao giờ nó mới hỏng luôn. Đấy. Dòng chất thấp con này bình xăng nhìn khá trắng luôn. Đấy. Rất là đẹp, 25cc. Quay tổng thể cho bác này, đệm cao su rất êm luôn, thấy không? Đấy, nhìn này. Thấy không? Nhìn đẹp lắm nhá. Đấy, đây này. Đấy, nhìn khá ok luôn đấy. Đây này. Đấy. Đây này, tay lái này. Đấy. Đấy, đầu bò ở trên vẫn còn một cái bác cư zin của Nhật nhá. Đấy. Chắn cỏ vẫn còn đẹp quá này. Đấy, thấy không? Nhìn tổng thể máy rất đẹp nhá. Đấy. Thì đây em giật hơi lửa cho bác xem này, giật hơi này. Bao giật hơi thử này. Hơi quá ngon rồi. Hơi chắc lắm nhá. Đấy. Rồi, hơi quá chắc luôn. Rồi. Xuất sắc nhá. Đấy mà bao hơi bao điện cho bác này. Con A19 25cc nhá, con này 25cc đấy. A19. Con này đẹp tính cho con này 900, các bác phải tự dọn. Thì 900 phải tự dọn nhá. Bao hơi bao điện. Rồi tiếp theo này. A20 này. Đấy A20 lên cho bác con này nhá. Cũng cho bác về tự dọn luôn. Đây, con này nó là cái con máy thuộc dòng Makita hay là Jobin cổ ngỗng hay là Makita cổ ngỗng là nó luôn đây này. 26cc, con này nòng 34 nhá. Và đặc biệt con này là có trợ lực to luôn. Ồ, trợ lực to. Đấy. Nòng 34 nhá. Đây. Đấy. Trong nói chung là dòng này dùng sướng lắm này. Thích cực kỳ luôn. Đây này, tay lái zin đây này. Đấy. Mai đấy, bác nào thích con này thì bên em dọn cho. Thôi quá ngon luôn. Thôi. Trợ lực luôn nhá. Ồ, trợ lực to. Đấy. Quá ngon nhá. 26cc nòng 34. Con A20. Con này em tính cho bác con này về tự dọn là 1 triệu. Thế còn bác nào mà không biết dọn nhá thì thêm 100k bên em dọn cho nhân là 1 triệu 1. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng của nhà 1 triệu 2. Ok chưa? Rồi tiếp theo đây. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Cái con này là một cái con máy rất đẹp luôn này. Con này là con Zubi 2370 này, bình xăng nhìn trắng này. Bình xăng trắng như này bác biết mức độ con máy như thế nào. Đấy, quá đẹp nhá, xuất sắc luôn. Đấy, bình xăng quá đẹp. 23cc nòng 32. Đây. Đây. Đấy. Vú bơm. À con này chưa có đổ xăng, chưa đổ xăng. Đấy, tay lái zin nguyên bản đây.
Đấy, con này nhìn đẹp lắm. Đây, đây dây giật trắng này, dây giật trắng phao này, thấy không? Đấy, này, thấy không? Đấy. Con này rất đẹp nhá, rất đẹp, rất ok luôn đấy. Đây này. Đấy. Quá ok nhá. Con A21, A21 thì bác hơi ba điện cho bác về tự dọn nhá. Con này em tính cho bác như con này đẹp tính 900. Con này đẹp quá, 900 nhá. Thế còn bác nào mà thích con này quá không biết dọn thêm 100k thì em dọn cho. Là 1 triệu. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1.1 triệu. Quá đẹp. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo em lại lên cho bác một con Makita Cup nhá. Đây, con này hàng bãi mới về nó như này luôn. Đấy. Cái túi bóng này nó bọc trong con máy này này. Đấy, thì cái này em mới ra để quay cho bác xem. Con này tình trạng còn mới lắm nhá. Đây này. Đấy. Con này đây em cho thử xăng và xem nó có nổ không đây này. Vừa mới cho thử đấy, cho nổ không? Đấy vì nó quá mới nhá. Đấy. Đây này, nhìn này, mới này, lốc máy sáng choang, thấy không? Chưa có rửa riếc gì đâu nhá, lưu ý. Rất là đẹp. Đấy, nó vẫn còn bọc trong cái bọc giấy bóng. Rồi. À, con này là 20cc nòng 30 ly nhá. Dòng này là Market Cup. Thử cho nổ này. Đấy, nổ luôn nhé. Đấy. Đó. Nổ luôn. A22. A22 con này còn khá đẹp, xuất sắc. Con em tính cho 900k nhá. Thì bác thêm nhau 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà 1 triệu cho. May mà xe dọn kỹ lại cho bác nhá. Rồi ok. Rồi A23 này. Các bác lên cho bác con này nhá. Con này là một con máy thuộc dòng Zubi 22cc này. Con này vú bơm em thấy còn chưa rách này. Con này khả năng về đổ xăng đổ luôn. Đây này nhìn con bơm vẫn còn xăng lên đây này. Đấy chưa đổ xăng đâu. Đấy. Con này khá đẹp đấy. Không đây này, tay lái zin đây này. Đấy. 23. Đây, đây. Đấy. Khá đẹp nha, cái này rửa lên mới đẹp này, bình xăng trắng tươi này, bác nhìn thấy không? Đấy. Thấy không? Đây này. Đấy. Vú bơm chưa rách luôn. Con này mà đổ xăng khả năng đổ xăng là chạy đấy. Đấy. Con này thì dây giật cái con khá trắng luôn. Đây này. Đấy. Hơi chắc đấy. Đấy. Cái này khá là đổ xăng là chạy đấy. Đây, dây giật trắng quá này. Đấy, con này thì khá đẹp đấy, mà nhìn dòng này dùng sướng này, chắc. Đấy, nhìn đẹp không? Đấy, ốc yếc 7 màu, rửa lên là đẹp nhá. A23. A23 em tính cho bác con này, A23 con này 22cc nhá. Con này tính cho 800k. Thế còn bác nào mà thích con này quá không biết dọn, thêm 100k mình dọn cho. Là 900k, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1 triệu. Ok. A24 này. 24 lên cho bác con này nhá. Đây. Mà lên cho bác một con máy cũng là nòng 34 ly này. Con này là con Makita. À con này là nòng 32 ly. 32 ly. 232. Đấy 232. Con này là giật trợ lực nhá bác nhá. Lưu ý là giật trợ lực. Giật ổ giật trợ lực to này. Đấy. Con này như là nòng 33 ly thì phải. Đấy, như thấy bảo vậy. Ừ, con này khá đẹp nhá. Trợ lực. Giật thử hơi cho bác xem này. Ui con này dây giật quá trắng luôn. Hơi quá ngon nha. Con A24. Con này bao hơi bao điện cho bác nha. A24. Con này em tính cho bác 850. Đấy còn bác nào thích con này quá mà không biết dọn thì thêm 100k em dọn cho. Là 950. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà là 1.050.000. Ok. Tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Con này là con S-Tin của Đức này các bác này. Hàng Đức đây này. Đây này. Hàng Đức này con này nhìn đẹp quá này. Bình xăng còn trắng tươi này. Thấy không? Trắng quá này. Đấy. 22cc con này nòng 32 ly nhá. Dòng S-Tin này gọi là S-Tin nhọn này. Dòng sướng nó tung nhôm luôn nhá. Tung nhôm khá đẹp luôn này. Thấy không?
đấy. Đấy, đẹp lắm. Tay lái zin đây. Đấy, ok này. Đấy. Con này hơi thì quá tuyệt vời luôn. Chế ga ngang con bờ dù 2 kim nhá. Con này VIP này, con bờ dù 2 kim luôn này. VIP luôn. Đấy. Mai lắp lại cho bác cái này nhá. Đấy. Con này là hơi này, giật thử hơi cho bác xem này. Hơi ngon lắm. Pực 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 pực. Đấy, con này hơi ngon ăn nhá. Estin A25. Con này em tính cho bác như con này tính cho 900k thì bác phải tự dọn nhá. Trường hợp bác nào thích con này quá mà không biết dọn thêm 100k nhưng em dọn đâu. Là 1 triệu 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện, tổng nhà 1 triệu. Ok. Tiếp theo đây. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Cái con này thì nó là cái con thuộc dòng Mitsubishi nhá, TM21 này. Con này như là nòng 32 ly, xài chế là quân bờ dồ ga ngang nhá, nguyên bản của nó luôn. Mai thêm cho bác cái lắp xăng này là ok nhá, nhóm lắp xăng bao hơi bao điện nhá. Đấy, tum dời luôn, tum 260, đầu này bác thể tháo gắn xịt thuốc ok nhá. Đấy, đây. Đấy. Hơi này, hơi ngon nhá. Bao hơi bao điện cho bác nhá. Đấy, bao hơi bao điện cho bác. A26 tum giờ luôn. Con này em tính cho bác đâu khoảng 750 đi, các bác về tự dọn nhá. Đấy, thì là bác nào không biết dọn cứ thêm 100.000 em dọn ngon lành cho. Là 850, 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện, tổng nhà 950. Ok. Rồi tiếp theo này. A27 này. Đây, A27 lên cho bác con này nhá. Con này thì là một con rất là quen thuộc bác rồi, con Makita Cup. Đây, con Makita Cup. Con này thì Makita 201 này, dòng này thì trọng lượng nó rất là nhẹ này. Đây em con này về nguyên bản của nó là thấy bú bơm nó chưa rách này, bú bơm zin chưa rách này. Em thử cho thử xăng vào xem nổ không nhá. Đấy. Đây, con này khá đẹp đấy, nhìn tươi sáng. Rửa đây là đẹp lắm. Đấy. Thử xem nổ không nhá. Chế tay đỏ con vừa rồi đây. Đấy, ăn rồi tay đỏ. Thử thế nào, hy vọng nổ luôn. Nổ luôn nhé. Ok. Đấy. Đây. Nổ giòn đấy. Con này nổ giòn ngon này. Trong này trọng lượng nó rất là nhẹ nhá. Đấy, cân lên nó khoảng tầm nắp đầy đủ nó là hơn 4kg tí thôi. Quá ok. À, bị tụt công tắc này, tụt công tắc này, ở dưới đây. Đấy. Đấy, ngồi này. Chú ý công tắc. Rồi, cái con này là nổ ngon lành rồi, A27. Con này em tính cho bác 800k. Để bác thêm cho em 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện rồi, tổng ở nhà 900k. Ok. Rồi tiếp theo này. A28 này. Táo lên cho bác con này nhá. Con này đẹp quá này, là Kobetsu G2KM luôn này. G2KM luôn. Con này bình xăng nhìn trắng quá này. Sao không? Con này là nòng 32 ly này, quá đẹp luôn. Chế VIP luôn này, quan bờ dầu 2 kim luôn, VIP quá này. Này siêu VIP. G2KM Kobetsu. Đấy. Đấy, con này rửa rửa đây là đẹp lắm đây này. Vỏ là xịt bóng và đẹp. Tuyệt vời luôn đấy. Đây, nhìn đẹp này, thấy không? Đấy. Đây, tay lái zin đây. Đấy, khá ok nha. Con này hơi thì thôi. Dã man luôn. Đây. Ui dồi, hơi chắc lắm. Còn hơi quá chắc nhá. Còn ngon đấy. Nhìn còn mới. Đấy. Hơi chắc địch, chế con dồ 2 kim. A28. Con này tính cho 1 triệu bạc. Bác thêm cho em 50.000 phí ship, 5.000. À quên. Bác nào mà thích con này quá mà không biết dọn thêm 100k bên em dọn cho. Là 1 triệu 1. 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện rồi. Tổng ở nhà 1 triệu 2. Dòng này là Komatsu, dòng rất bền nhá. Đấy, nòng 32 ly. Ok. Đấy, tiếp theo. Thêm lên cho bác con này nhá. Con này thì nó là cái con rất là quen thuộc bác rồi. Con này nó là con Isuki, gọi là Isuki thôi nhưng máy này bản chất của nó là máy Kawasaki TGX23. Con này nòng 33 ly, rất là khỏe. Trải chế quan bờ dù ga ngang. Đây, quan bờ dù ga ngang nguyên bản nó luôn. Ăn rất là ít xăng.
Đấy, dòng này thì dùng thích lắm, tung nhôm luôn nhá. Tung nhôm luôn. Đấy, bình xăng khá trắng. Đấy, tay là zin đây. Đấy. Nhìn khá đẹp nhá. Dòng 33 đi. Hơi ngon đấy. Dòng này có xả ác này. Con này nổ sướng. Hơi đẹp đấy. Dòng 33 ly khỏe. Đấy, báo hơi báo điện cho bác nhá. Chế ga ngang dễ dọn luôn. Con A29. Con này tính cho bác 900k. Các bác về tự dọn nhá. Bác nào không biết dọn thêm 100k bên em dọn cho. 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện này. Tổng về nhà triệu bạc. Ok. Tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Con này nó là con A30 này. 29 2. Con này nó là con Makita Cup. Dòng này thì rất quen thuộc bác rồi. Đấy, con này thì khá đẹp luôn. Đấy. Đây, nhìn bình xăng mình trước nhìn trắng, nóc máy sáng choang, chưa có dầu mỡ gì này. Vú bơm này. Vú bơm em thấy là quan sát là vú bơm chưa có rách, em thử cho xăng vào xem nổ không nhá. Đấy, vừa bơm xăng này. Đấy, này, tay lái zin nguyên bản này. Đấy. Dòng này thì trọng lượng của nó nhẹ đâu đó khoảng tầm trên 4 kg tí thôi. Và dùng sướng lắm, tua nhanh, nổ nhanh. Đấy. Đây này, tay đỏ này. Ui hơi dây giật trắng quá. Đấy. Quay tít mù kìa. Quá ngon nhá. Nổ luôn. Đấy, quay tít mù luôn. Đấy, quá ngon nhá. Chân lại nổ đây. Đấy. Đấy, quá ok nhá. Con này nổ luôn rồi, ngon lành cành đào. Dây giật trắng quá này. Rồi. Máy quá đẹp, xuất sắc. Con A30. A30 cái này thì bác về xài luôn thôi. Con này tính cho bác, như con này tính cho 900.000. Thì bác thêm cho em 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện, tổng ở nhà triệu bạc. Quá rẻ. Rồi tiếp theo. Tiếp theo lên cho bác con này, cho bác về tự dọn này. Một con máy cực kỳ đẹp. Con Sinewa S25 bình xăng trên. Con này phải nói là mới lắm, nhìn đẹp lắm này. Nhìn này, thấy không? Quá đẹp luôn, xuất sắc. Đây này, đấy, đấy, quá đẹp nhá. Đấy, nhìn cái bao da nó đẹp luôn. Dòng này thì bền lắm này. Đấy, nhìn này, quá đẹp. Đấy. Tay lái tay nước zin này. Đấy, cần kiếp tay lái zin nguyên bản nó luôn. S25, dòng này bền lắm này. Bình xăng trên nhá. Cái bác về tự dọn con này. Dòng này của nó là siêu bền luôn. Không phải bền nữa mà là siêu bền. Ui hơi quá ngon luôn. Hơi con này quá tuyệt vời nhá. Đó, báo hơi báo điện cho bác luôn. A31. A31. Con này em tính cho bác như con này đẹp, khả năng tính cho bác con này 950. 950.000, quá đẹp. Ok, tiếp theo đây. A32. A32 lên cho bác con này phải nói là dã man luôn. Vì nó quá đẹp. Đây. Con này nó là cái con máy thuộc dòng Makita 227. Con này nhìn bình xăng zin nó nhìn trắng như này thì bác muốn mức độ con máy như thế nào. Nó quá đẹp nhá. Đấy. Đấy em nhìn thấy nó trắng quá thì em quay cho bác. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy, nhìn Makita. Đấy, nhìn nó cũng đẹp tuyệt vời luôn. Này, đó. Tế chế tay đỏ này, bên bản này. Nhìn mới lắm. À, đặc biệt là còn gabot nữa chứ. Đây này. Đây này. Cái bóp này. Đấy, quá ngon. Đấy, con này nhìn mới lắm, nòng 31 ly thì phải. Đây. Hơi quá chắc luôn. Đấy. Hơi chắc nhá. Đấy, mà cái CDR17 ở đây là trơn ngay nhá. Đấy, hơi chắc lắm. Đấy, bình xăng mình trước nhìn còn đẹp. Này, đẹp lắm màn. Bình xăng zin nhá, không phải lâu đâu. Đấy. Thì là zin đấy. Đấy, nắp zin luôn. Đấy, thấy không? Đấy, còn mới lắm. Nhưng cục lọc bên trong nhìn trắng luôn. Đẹp lắm. Đấy, trùng mới lắm. Rồi, bác về tự dọn nhá. Con A32. Con này quá mới. Con này tính cho bác 900k về tự dọn. Còn bác nào không biết dọn thêm 100k bên em dọn ngon lành cho. Về là 1 triệu 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1.1 triệu. Ok, tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Cái con này thì là một cái con máy nó thuộc dòng là Nativo 23. Con này nòng 32 ly. Con này nó phải mới tầm cũng phải tầm 95%. Đấy bác nhìn cái bù nó đen xì này.
đây này, nhìn bô đen xì luôn, đấy. Nhìn bình xăng này, bình xăng chán luôn, đây. Trắng như này, không biết mức độ của máy thế nào. Này là bị xúc cái dây giật này, xúc cái dây giật này. Mình về mình dọn lại, bên em vẫn bao hơi bao điện cho bác bình thường nhá, ai kiểm tra cho bác nhá, đấy. Cần thiết là cuốn lại cho bác cái này luôn, đấy, ok nhá, đấy. Đẹp lắm, đấy, ok này, đấy. Thì con này vẫn bao hơi bao điện cho bác, nó mới lắm, đây đây, nhìn cứ tả thế nào, mới kỳ luôn. Đấy, này, nệm cao su. Đấy, mới lắm. Con A33 nha. Con này tính cho bác 900k. Thế bác nào mà không biết dọn thêm 100k bây giờ em dọn cho. Là 1 triệu. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng nhà triệu 1. Ok. Và tiếp theo này. Tiếp theo đây bác con cuối cùng nha. Cuối cùng là con này nha. Con này này. Cái con này là cái con máy thuộc dòng Cinewa Shop. Con này là xài chế OneBrew 2 kim nguyên bản nó luôn. Đấy, còn chế này VIP quá. Cuối quá VIP luôn. Đấy, con này đẹp đấy. Cinewa đời mới, 3 số đời mới. Đây này. Cinewa 3 số đời mới đây này. Đấy, con này đẹp lắm, nhìn tay lái tay nước này. Đấy. Ok nhá. Đấy. Thì hơi này. Hơi quá ngọt luôn. Đấy. Nó đang bị rách vú bơm này, rách vú bơm. Đấy. Con này mới lắm này. Đẹp. Đấy. Nhìn sơ sơ đã thấy đẹp rồi. À 34. Bao hơi bao điện cho bác nhá. À 34. Con này tính cho bác 850 đi. Thì bác thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện này. Anh nhầm. Bác nào không biết dọn thêm 100k là 950, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng của nhà là 1.050.000, đầy đủ hết cho bác về xài luôn. Đấy. Thì nếu mà mai thì có thời gian thì em sẽ lên ba lô cho bác nhá. Thì hôm nay thì tuyển tập ít máy cần. Đấy, thời gian do là chuẩn bị nó không được ngắn quá nên là không thể là chuẩn bị kỹ được. Nên là mai, vì hôm mai có thời gian sẽ chuẩn bị kỹ hơn cho bác nhá. Đấy. Ok. Nếu bác mua hàng thì cứ liên hệ với em theo số là như kia nhá. Rồi, cảm ơn các bác xem video.